Mến chào các bác anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio bằng kênh chuyên test âm thanh bãi, âm thanh cổ. Trong video ngày hôm nay em gửi đến các bác anh em 3 con âm ly. Vâng, sẽ có một con giá rất là rẻ cho các bác anh em nào mà nhanh tay các bác anh em nhé. Và đầu tiên là cái con âm ly Chio, có mã model là KR4200. Con này như các bác anh em đang bán ở trên các trang mạng thì nó không hề dưới độ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu đâu các bác anh em nhé. Nhưng trong video ngày hôm nay, các bác anh em nào nhanh tay thì sẽ mua được với cái giá cực kỳ tốt các bác anh em nhé. Con này em sẽ giao lưu đến các bác anh em là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác anh em nhé. 3 triệu 500 nghìn đồng, con này là máy, nó là chạy 4 con sò sắt. Các bác anh em nhé, lưu ý giúp em là 4 con sò sắt, đánh loa cổ, loa mắt cáo, loa lưới bố, tiếng rất là hay. Và hai bên nó là có hai cái hồi gỗ các bác anh em nhé, hai hồi gỗ. Còn rất đẹp. Loa thì đánh từ 4 đến 16 ohm, đặc biệt là đánh những cặp loa cổ nhá. Anh em lưu ý giúp em là đánh loa cổ tiếng rất là hay. Và mọi chức năng của con âm ly này hoạt động hoàn hảo. Giá thì em đưa cho các anh em là rất là tốt rồi. Chỉ 3 triệu 500 nghìn đồng các anh em nhá, là đã có ngay một con âm ly đài chạy sò sắt sò đầm tụ các anh em nhá. Và bên dưới là có một con Yamaha CAR1. Con này là mặt nhôm phay. Các bác anh em nào mà chơi những cái dòng âm ly Yamaha CR1 thì biết là cái giá của nó không hề rẻ các em nhé. Như trên mạng các bác anh em đang bán khoảng 1 năm đến 2 năm về trước thì con này nó có cái giá là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác anh em nhé, như các bác anh em đang bán. Nhưng bên em thì sẽ giao lưu được các bác anh em giá rất là tốt, bởi vì em nhập được giá tốt các bác anh em nhé. Con này thì em sẽ giao lưu các bác anh em là 2 triệu 500 nghìn đồng trong cái video ngày hôm nay các bác anh em nhé. Là gọi là giá siêu tốt để đưa đến các bác anh em rồi các bác em nhé. Con này thì máy nó chạy là 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ các bác em nhé, tiếng rất là ngọt ngào, công suất là 190W. Các bác anh em chơi những con này là đáng để chơi này, tiếng rất là hay. Dòng Yamaha thì nó không có được quá nổi tiếng như những dòng Pioneer hay là Sun Sui, nhưng cái chất âm của nó mang lại thì nó vượt xa cái tầm tiền mình bỏ ra các bác em nhé. Chất âm vượt xa tầm tiền các bác em. Và bên dưới nữa là một con âm ly Technic V6, dòng âm ly chuyên đánh những cặp loa nghe, những cặp loa mà khó ra bát các bác em nhé. Con này thì em giao lưu đến các bác anh em là 3 triệu 800 nghìn đồng, máy rất nặng. Vâng, các bác anh em nào mà muốn sở hữu một trong ba con âm ly này thì hãy liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại ở trên tấm biển, cũng như Zalo là số điện thoại trên tấm biển luôn các bác anh em nhé. Để các bác anh em nào mà muốn xem hình ảnh máy móc hay là hậu của âm ly hay là vỏ của âm ly thì hãy kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi hình cho các bác anh em nhé, và em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác anh em khi các bác anh em ở xa. Các bác anh em xem video mà thấy hay thì cho em một nút like, cũng như các bác anh em mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên em đăng lên các bác anh em nhé. Đợt này là cuối năm nên hàng giá rất là tốt để đưa đến các bác anh em chơi trưng những cái ngày Tết các bác anh em nhé. Vâng, cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bác anh em trong những video tiếp theo.